gì vậy các bạn, thì bây giờ đang quay Bảy Nụ Cười Xuân, bây giờ tự nhiên đang quay thấy cái con Lan Ngọc nó kêu hả mọi người đừng quay nữa vô đây em nói cho mọi người nghe cái này, thì để coi Lan Ngọc sẽ nói cái gì nha, xin mời mọi người theo Lâm C. Wow, kính thưa quý vị và các bạn, đây là tôm này ai vậy mọi người ơi? Tôm của Lê Dương Lan Ngọc. Wow, chỉ có nhiêu đây thôi hả? Ủa, của ai như là tôm hùm, tôm bự. À, tôm hùm, tôm bự. Sao có mời không đâu, em chỉ mời vàng mày thôi. Có, em mời ST cũng là Bảy Nụ luôn, anh cũng là... Ủa, hồi nãy anh dự kia em vô mà. Anh mời, anh mời, anh của ai anh? Là phải của con Ngọc không? Không! Tắt đèn lát đi, chiếu vô mặt quá nè. Chị em, đó là chị của em. Này cắm con, tim cắm con. Cảm ơn anh. Đó. Cảm ơn chị. Tức quá trời, tức quá. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn bé. Đó, phải đứng giữa nè. Cảm ơn bé. Thì các anh có cho em ăn không vậy? Anh ơi, đẹp không? Thiệt. Trời ơi, cái miệng của nó ăn được hơi hết hộp, ai mà ăn được. Nhìn cái nhìn tôm rất là ngon. Nhìn là thấy ngon rồi. Sáng là ăn bột mai vàng. Vô bông vàng con Ngọc kìa, ăn tôm mai vàng. Thôi hết rồi hả? Không nói gì nữa hả? Mình bắt đôi viên vàng vô quay rồi. Rất là ngon, tôm rất là dòng dụm. Con tôm này rất là ngọt, dòng dụm, diêm giòn. Thôi đừng húp nữa không thôi. Về nhà húp nha đi. Giáp. Dạ. Anh mua hả? Vậy Giáp. Vậy. Giáp. Vậy Giáp. Ôi anh làm Giáp thì người ta tức là quýnh anh. Đối mắt tụi em coi. Đối mắt tụi em coi. Trời ơi, cưng quá à. Ngày nào cũng được quay như vậy. Thôi được rồi. Được rồi. Ngày nào cũng được ăn cái này rất là vui. Hồi sáng là ăn bào ngư, còn bây giờ là ăn tôm của Lan Ngọc, rất là ngon các bạn nha. Vậy thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ theo dõi Bảy Nụ Cười Xuân và ủng hộ cho đoàn ekip nha. Tạm biệt mọi người. Kính thưa quý vị và các bạn, Lê Dương Bảo Lâm xin chào mọi người. Mọi người ơi, Quỳnh Quỳnh hiện tại đã đi về quê trốn dịch rồi quý vị ơi. Bỏ Lâm ở đây một mình cô đơn lẻ loi trong vắng chiều nay nha. Đó, buổi sáng là Lâm ăn gì? Đó, buổi sáng là Lâm ăn cá hộp của Đàm Vĩnh Hưng. Ăn cơm với lại là cá, xong rồi cái mình xịt nước mắm da. Wow. Nói chung rất là ngon. Buổi chiều thì ăn gì đây? Đây, ship về tận nhà. Wow, đi đây, đây. Nè, cho gì coi nè. Đây. Đây là gà hầm bào ngư của ông Sủi nha gì nha. Ông Sủi chứ, ông Sủi chứ. What the hell? Cưng gì? Đó, mình dịch bệnh đó, mình đừng có đi tùm lum la, hiểu không? Mình ở nhà mình an toàn đi. Đó. Giờ để thưởng thức nhau gì nha. Bào ngư, con này bào ngư nha. Rất là ngon, này bào ngư cá. Cái này mà ai mà mới bệnh á, trời thưởng thức nha. Hình như này thiếu nước chấm hay sao ta? Mày gọi là mất nước chấm đâu mày. Đây, trời ơi nó mềm là gì? Gà đúng mềm luôn á. Này ông Sủi nha gì nha, ông Sủi à. Giờ á, Lâm đi tập tạ. Nhưng mà Lâm tập tạ ở nhà PT nha, chứ không phải ra chỗ công cộng tập nha. Lâm qua nhà của PT á, nó có mấy cái đạo cụ sơ sơ á. Cái đó chỉ Lâm tập để mình duy trì sức khỏe. Còn mấy này ở viện mùa dịch đó, mọi người nên ăn mấy này nè, để cho thứ nhất là nó tăng sức đề kháng của mình, thứ hai là mình đủ chất mà có thể chống chọi được với bệnh tật của gì nha. Quá hay. Này di cá nha. Thêm nữa nha. Đây là gà tre, mà cái gà tre đâu gì nó hầm tới 5-6 tiếng mới mềm ra nhau gì nha. Ông sủi là cái ông mà với 17 năm kinh nghiệm đầu bếp. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Cảm ơn ông Sủi rất là nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng luôn đó. Ở nhà hạn chế ra đường ra xá nha. Nhà ăn này thôi là ngon là ý nghĩa rồi. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt mọi người. Nếu mà mọi người mà có nhu cầu ăn mấy cái gà nè thì liên hệ ông Sủi dùm Bảo Lâm nha. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha. Mình ráng chống chọi với bệnh dịch đó, chống chọi qua cái thời gian khó khăn này. Say mọi người, tạm biệt mọi người. À, trời má vô rồi. Thưa quý vị và các bạn, đó bây giờ nó diễn viên đồ khổ cực lắm, ăn mà lén lút mà ăn, mà đúp mà ăn. Ăn có cái gì đâu, quay cực khổ như vậy ăn có cái gì đâu nè. Ăn cái gì đâu, quay mà quay cực như vậy mà ăn như vậy là chết tôi rồi. What the hell. Sống như vậy làm sao mà sống nổi cuộc sống này. Hết đó. Mà cứ mà cho ăn con như vậy. Khổ ghê. Cực khổ. Rớt nước mắt. Ăn vậy đó. Sống thiệt đó. Đâu có biết mà kiếm được đồng tiền mà nó khổ như thế nào đâu. Tàu ngư mình cũng được. Chi cá mà như vậy nè. Ăn như vậy là chết tôi rồi. Đó. Đau. Ăn cái gì đâu. Làm ăn cho qua lo, ăn cho qua ngày đoạn tháng thôi. Thấy con lành như cái tầm này. 3, 2, 1. Đó, trong lúc mà người ta đang làm thì mình cực khổ mình ăn vậy thôi. Nè mà giá này coi là nó bẻ hết cái đầu ra, nó sợ ăn mà ăn mấy cái đọt giá mà sợ bệnh đó. Rồi nó lặt từng cái đầu ra, vợ đúng vậy, vợ em đó. Mà phải chi mà ăn một cử như vậy, không nói gì nó làm cái 3 cử như vậy. Rồi làm sao mà sống nổi. Ăn uống cái gì vậy? Ủa có một cái hả? Vậy mà nó kêu 3 cử. Ăn không em? Xuống ăn nha anh nè. Là được ăn ké à? Ăn ké cho em con bào bướm nè. Rồi là mình ăn này làm cái chấm này nha thương nha. Nhưng mà có đúng một con hả? Rồi em không em, trời ơi một tề nè. Nếu là nó có một con mà em ăn con nó kỳ lắm. Cho em con bào ngư con. Ngon em. Ý nghĩa không? Dạ. Trời ơi, nó phải có vợ nha, nó phải kết hợp nấu vậy không? Con bào ngư nói vậy nè. Đó. Mình chấm con bào ngư lên. Mình hả cái họng già. Đã. Ngon. Cay ngon. Ăn ké lúc xào cũng ngon. Thế là nè, này viên cá nè, viên cá em. Cái này là vợ làm không? Trời, vợ làm con cua nè. Trời, con càng cua. Có ăn cái gì đâu. Vậy sao không bự con mập nổi. Vợ xứng với vợ. Em à, em cũng đang cùng với vợ mà không ai yêu. Dạ, kính thưa quý vị bạn, nếu như ai mà thích GT thì mọi người có thể liên hệ với GT nha. Anh ta là tổng giám đốc chưa? Tổng giám đốc luôn quý vị à, đẹp trai, hát hay, diễn giỏi mà là tổng giám đốc luôn. Mà chưa có người yêu gì hết trơn hết trọi. Nếu như mà ai mà có nhu cầu yêu đương này nọ thì liên hệ Titi cho mọi người nha. C. Trời. Tiếp gì? Ăn tiếp á. Trời ơi nè, giờ cho em một tiếng gọi là. Đã xong chưa? Đúng rồi. Xong chị ơi. Té xuống đi. Rồi. Té tắt đi, cắt đi rồi. Té, tiếng gọi đó là. Cái này cắt rồi, cắt đi. Dạ, giờ này chắc đây là phải có giờ sớm quá, mình đi đi cưng, nãy giờ mình ăn cũng nhiều đó, mình đi giùm anh đi cưng nha. Đi đi em, đi đi em. Trời ơi, bé này. Quý vị ơi, không có sĩ diện quý vị. Trời, nó ăn con bào ngư của người ta rồi, mình cứ ngồi hoài, nó đợi em đút cho nó quý vị. Trời ơi, sĩ diện cho tầm này em, lụm nó đi cứ. Nè, cái cục sĩ diện của em nè, người của em nha. Rồi, đậy lại. Cắt số sao ăn tiếp nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha, rất là ngon, ý nghĩa luôn. Tại nhiều khi mà ăn bào ngư hoài thì cũng bị stress, bị gút. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn, cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời tăng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah 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 yeah.